Thưa quý vị và các bạn, liên quan đến quy hoạch thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, Chính phủ xác định 5 trụ cột phát triển thủ đô Hà Nội bao gồm văn hóa và di sản, chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, kinh tế tuần hoàn, hạ tầng đồng bộ, hiện đại, có tính kết nối cao, xã hội số, kinh tế số, đô thị thông minh, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo. Nội dung quy hoạch thủ đô Hà Nội đã thể hiện tư duy, tầm nhìn mới, phù hợp với định hướng phát triển của chiến lược phát triển kinh tế xã hội đất nước giai đoạn 2021-2030, phát huy vai trò là cực tăng trưởng, động lực phát triển cho các địa phương trong vùng thủ đô, vùng đồng bằng sông Hồng. Bên cạnh 5 trụ cột phát triển thì có 6 nhiệm vụ trọng tâm phát triển vùng thủ đô, bao gồm bảo vệ môi trường, giao thông, phát triển đô thị, nông thôn, kinh tế, văn hóa xã hội, an ninh an toàn, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, nguồn nhân lực. Quy hoạch thủ đô đã được xác định nhiệm vụ về môi trường là nhiệm vụ cấp bách, cần giải quyết triệt để ô nhiễm các dòng sông, làm sống lại hình ảnh dòng sông xanh, sạch gắn liền với văn hóa lịch sử thủ đô, xử lý ô nhiễm môi trường không khí và giải quyết dứt điểm tình trạng ngập úng cục bộ. Bộ Giao thông Vận tải vừa có văn bản về việc cập nhật bổ sung 101 tuyến xe khách mới vào mạng lưới vận tải hành khách cố định liên tỉnh đường bộ toàn quốc. Bộ Giao thông Vận tải sẽ bổ sung 101 tuyến vận tải khách cố định liên tỉnh, kết nối 34 tỉnh thành, nâng tổng số tuyến vận tải khách cố định trên cả nước lên hơn 9.450 tuyến. Đây là cơ sở để các doanh nghiệp vận tải khách cố định đăng ký khai thác. Bộ Giao thông Vận tải cũng yêu cầu cập nhật biểu đồ chạy xe tuyến cố định liên tỉnh vào hệ thống dịch vụ công trực tuyến của Bộ đối với tuyến của địa phương quản lý theo quy định, công khai trên trang thông tin điện tử của sở theo từng tuyến. Hết năm 2023, cả nước có khoảng 18.000 xe vận tải khách cố định cả nội tỉnh và liên tỉnh với hơn 1.200 đơn vị đang khai thác. Việc điều chỉnh này tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động vận tải của doanh nghiệp, giảm tình trạng các nhà xe bỏ bến ra lập văn phòng đại diện, gom khách hoạt động như tuyến cố định, gây mất trật tự an toàn giao thông và trật tự đô thị. Sở Giao thông Vận tải Hà Nội vừa kiến nghị Ủy ban Nhân dân thành phố cho phép dừng hoạt động 6 tuyến buýt có mức trợ giá cao trên 95%, gồm tuyến số 10, 14, 18, 44, 45 và 145 kể từ ngày 1 tháng 4 tới. Theo Sở Giao thông Vận tải Hà Nội, việc dừng hoạt động 6 tuyến buýt sẽ tiết kiệm được khoảng 212 tỷ đồng một năm. Để không ảnh hưởng nhiều tới việc đi lại của hành khách, từ nay đến tháng 4 năm 2024, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội sẽ điều chỉnh các tuyến buýt có lộ trình tương tự với tuyến dừng hoạt động. Theo thống kê của Sở Giao thông Vận tải Hà Nội, mức trợ giá của vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt của thành phố trung bình giai đoạn 2020-2022 cao hơn so với giai đoạn 2015-2019 là hơn 857 tỷ đồng. Năm 2022 là cao nhất với mức trợ giá lên tới gần 3.000 tỷ đồng, cao hơn trung bình giai đoạn 2020-2022 là hơn 670 tỷ đồng. Theo Nghị định 97 ban hành năm 2023 của Chính phủ, từ đầu năm học 2023-2024, các trường đại học sẽ được tăng mức thu học phí. Tuy nhiên, nhiều trường đại học đã quyết định giữ nguyên mức thu học phí để chia sẻ gánh nặng với sinh viên và gia đình. Theo Nghị định 97, lộ trình học phí của giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp công lập được lùi một năm so với quy định tại Nghị định 81/2021/NĐ-CP, tức là học phí năm học 2023-2024 tăng so với học phí năm học 2022-2023, nhưng mức tăng thấp hơn so với lộ trình quy định tại Nghị định 81 để phù hợp với điều kiện thực tiễn và giảm bớt khó khăn cho học sinh, sinh viên. Trong đó, các trường đại học công lập chưa tự đảm bảo chi thường xuyên, tức là chưa tự chủ. Mức trần học phí năm học 2023-2024 từ 1,2 triệu đồng đến 2,45 triệu đồng một tháng, tương đương với 12 cho tới 24,5 triệu đồng một năm học 10 tháng. So với năm học trước đó, học phí năm học này tăng thêm 2,2 cho tới 10,2 triệu đồng tùy khối ngành. Mức học phí tiếp tục tăng trong các năm học tiếp theo. Với nhóm trường đại học công lập tự chủ, sẽ có 3 mức học phí tùy mức độ tự chủ. Cụ thể, trường đại học công lập tự đảm bảo chi thường xuyên, học phí được xác định tối đa bằng 2 lần mức trần học phí trường chưa tự chủ, tương ứng với khối ngành và năm học. Theo đó, trong năm học 2023-2024, học phí các trường này tối đa là 24 cho tới 49 triệu đồng một năm học. Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa có văn bản thông báo về thời gian nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 của ngành giáo dục và đào tạo thủ đô.
Theo đó, học sinh mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên của các cơ sở giáo dục thuộc thành phố Hà Nội sẽ được nghỉ 8 ngày. Cụ thể, thời gian nghỉ Tết đối với cán bộ công chức của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, Phòng Giáo dục và Đào tạo các quận huyện thị xã là 7 ngày. Cụ thể là từ ngày 8 tháng 2 đến hết ngày 14 tháng 2 năm 2024, tức là từ ngày 29 tháng Chạp năm Quý Mão đến hết ngày mùng 5 tháng Giêng năm Giáp Thìn. Thời gian nghỉ Tết của học sinh và cán bộ giáo viên các trường mầm non, trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên, trường bồi dưỡng cán bộ giáo dục Hà Nội là 8 ngày. Cụ thể là từ ngày 7 tháng 2 đến hết ngày 14 tháng 2 năm 2024, tức là từ ngày 28 tháng Chạp năm Quý Mão đến hết ngày mùng 5 tháng Giêng năm Giáp Thìn. Như vậy, số ngày nghỉ Tết của học sinh Hà Nội nhiều hơn của cán bộ công chức viên chức một ngày. Tại thành phố Hồ Chí Minh, những chậu bưởi diễn vàng tươi rói hay những chậu quất cảnh tạo dáng phong thủy từ lâu đã trở nên quen thuộc với người dân, tô điểm cho cái Tết phương Nam thêm rực rỡ. Sự hài hòa trong văn hóa Tết hai miền giúp thị trường cây cảnh trưng Tết tại đây luôn sôi động. Sức mua năm nay đã khởi động nhưng chưa được như kỳ vọng. Các nhà vườn vẫn đang tích cực chăm sóc, chờ tín hiệu từ thị trường. Nhà tôi thì năm nào cũng mua những cái cây cảnh để mà về trưng Tết thì cho nó có không khí Tết. Năm nay thì màu mã của những cây này tôi thấy rất là đẹp và trái thì quả màu sắc rất là tươi và những cái dáng cây nó rất là đẹp. Trong nắng ấm phương Nam, những chậu bưởi diễn xay lúc lửu chở theo hương vị Tết Bắc vài năm nay đã trở thành nét xuân không thể thiếu của nhiều gia đình ở thành phố Hồ Chí Minh. Người dân thành phố lại tìm đến các nhà vườn chuyên cây cảnh trên đường Mai Chí Thọ để tìm cho mình chậu cây ưng ý đón Tết. 50 chậu bưởi diễn của nhà vườn này đã được đặt mua. Khoảng 100 chậu nữa sẽ tiếp tục được vận chuyển vào thành phố Hồ Chí Minh để kịp phục vụ người dân đón Tết. Được biết năm nay, mặt bằng giá cả dao động tăng khoảng 5% so với năm ngoái. Mỗi một cái cây bưởi này trừ chi phí và nó nòi cái tỷ lệ nó không nhiều, không lợi nhuận không cao đâu. Chỉ là mang cái ý nghĩa của Tết xuân để hòa nhập vào xuân năm nào cũng có giữa miền Bắc và miền Nam. Ngoài các chi phí đầu vào như phân thuốc, công chăm bón đều tăng, thì giá cước vận chuyển năm nay cũng tăng 10 đến 15% so với năm ngoái. Chưa kể nguồn cây cảnh ngoài Bắc cũng khan hiếm hơn do thu hẹp diện tích, buộc nhiều nhà vườn phải giảm một nửa lượng chậu cây cảnh so với mọi năm. Dù mới chỉ tiêu thụ được khoảng 20% chậu cảnh, nhiều nhà vườn vẫn kỳ vọng vào sức mùa cận Tết. Ít hơn rất là nhiều so với mọi năm. Thì nó chỉ khoảng tầm 500 chậu. Cho tới thời điểm này thì hiện tại là cái thị trường nó vẫn chưa có sôi động. Nhưng mà tại vì bây giờ nó cũng còn sớm mà, cho nên là mình cũng đang hy vọng là cái thị trường nó sẽ diễn tiến tốt đẹp hơn. Trong không khí ấm áp của Tết phương Nam, những chậu cây cảnh đẹp lạ thể hiện sự giao thoa văn hóa Tết hai miền Nam Bắc được kỳ vọng sẽ mang lại một cái Tết ấm no, tươi xanh và rực rỡ cho mỗi gia đình. Dù trải qua một năm kinh tế trầm lắng, nhưng các nhà vườn vẫn đang chờ đợi để được chở Tết về khắp nẻo đường. Thưa quý vị, đến thời điểm này đã có khá nhiều địa phương công bố mức thưởng Tết. Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cho biết đã có hơn 47.000 doanh nghiệp công bố tình hình tiền lương thưởng Tết năm 2024. Mức thưởng bình quân tương đương mức thưởng Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023. Tuy nhiên, vẫn còn rất nhiều doanh nghiệp không thể duy trì được mức thưởng Tết này do sức chống chịu suy giảm. Thậm chí, nhiều người lao động năm nay không có thưởng Tết hoặc mất việc làm. Hơn ai hết, chính người lao động là những người chịu ảnh hưởng nặng nề nhất khi hoạt động sản xuất kinh doanh sụt giảm nghiêm trọng. Tuy nhiên, chính sự thấu hiểu và đồng hành của người lao động với doanh nghiệp đã góp phần giúp doanh nghiệp từng bước khắc phục khó khăn, duy trì việc làm và ổn định cuộc sống người lao động, giúp người lao động yên tâm sản xuất. Thị trường thế giới biến động mạnh khiến hàng nghìn doanh nghiệp lao đao bởi sự sụt giảm đơn hàng. Doanh nghiệp khó khăn đồng nghĩa với việc thu nhập, đời sống của người lao động bị sụt giảm nghiêm trọng. Chưa có con số thống kê cụ thể, song số lao động mất việc làm hoặc giảm thu nhập là không nhỏ. Đối với mỗi doanh nghiệp, việc đảm bảo đời sống cho người lao động trong bối cảnh khó khăn hiện nay là nỗ lực rất lớn. Chúng tôi thậm chí là phải luôn luôn phải đưa ra những cái giải pháp, ví dụ như một trong cái giải pháp đó là tập trung làm sao giữ chân người lao động, tức là không sa thải, ít sa thải nhất.
Tuy nhiên đến khoảng giữa năm thì chúng ta vẫn biết rằng là cái báo cáo của Bộ Lao động Thương binh Xã hội thì riêng ngành dệt may Việt Nam khoảng độ 70.000 người mất việc, khoảng độ cũng gần như thế là thiếu việc làm. Đó. Và dần dần gần đây thì bắt đầu là đã thị trường cũng ấm trở lại một chút. Đó. Nhưng mà dù sao thì tôi cho rằng là đây cũng là trong cái năm 2023 này cũng là khó khăn. Và chúng tôi vẫn luôn luôn là đặt cái vấn đề làm thế nào để duy trì sản xuất đến cái mức mà làm sao đảm bảo việc làm cho người lao động, thu nhập của người lao động, chống sa thải. Đấy. Bởi vì khi sa thải rồi thì ngay cả doanh nghiệp sau này tuyển lại cũng khó. Tôi cũng nâng cao đời sống cán bộ công nhân viên bằng việc là đẩy mạnh đơn hàng là bằng việc là phát triển nội lực, đẩy mạnh trong phòng kinh doanh để kiếm nhiều đơn hàng về. Cán bộ công nhân viên từ đó sẽ có nguồn thu nhập ổn định. Nếu như có những cái việc mà nó khó khăn hơn thì doanh nghiệp cũng có những cái hỗ trợ trong cái mức quy định để đảm bảo cho đời sống cán bộ công nhân viên được nâng lên. Trong bối cảnh doanh nghiệp đang phải gồng mình duy trì hoạt động, vượt qua khó khăn thì sự đồng hành, chia sẻ của người lao động có ý nghĩa sống còn đối với doanh nghiệp. Dù một năm vừa qua là một năm khá là khó khăn đối với rất nhiều công ty và với cả công ty chúng tôi, nhưng mà cán bộ công nhân viên và các cấp đều đã đảm bảo đầy đủ lương thưởng và các chế độ đãi ngộ đối với những công nhân như chúng tôi. Về phần lương thưởng thì dù một năm qua không được tốt cho lắm, nhưng mà giám đốc và các cấp trên đều đã đáp ứng được các phần lương thưởng, quà tặng các thứ hàng năm, không có gì thay đổi so với những năm trước. Về phần bảo hiểm xã hội các thứ thì chúng tôi đều được theo dõi trên app ứng dụng nên là đều thấy được sự đảm bảo. Với lại công ty của chúng tôi thì chúng tôi thấy là cái sự nỗ lực của lãnh đạo công ty thì đã quan tâm rất tốt đến đời sống công nhân, cả về vật chất cũng như là tinh thần. Cụ thể như là về phần tiền lương thì công ty đã đáp ứng tốt cái phần tiền lương đến tháng, không bao giờ nợ lương, và chế độ lương ổn định. Từ việc ổn định chế độ lương đó là công việc ổn định nên là dẫn đến chế độ lương rất đảm bảo. Bên cạnh đó thì các chế độ phúc lợi khác như là các cái kỳ nghỉ định kỳ hàng năm thì công ty đã đảm bảo vẫn đều đặn như các năm trước và có những cái phong phú hơn cho năm nay. Sau một năm chung lưng đấu cật, đến thời điểm này điều mà mỗi người lao động mong chờ nhất chính là các khoản lương thưởng Tết. Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam dự báo vấn đề lương thưởng Tết năm 2024 sẽ gặp nhiều khó khăn. Chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ là không để ai không có Tết. Để làm được điều này, cần sự nỗ lực rất lớn từ các doanh nghiệp, đặc biệt là tổ chức công đoàn với sứ mệnh bảo vệ quyền lợi, lợi ích hợp pháp của người lao động. Ngay bây giờ, mời quý vị cùng lắng nghe những chia sẻ của bà Trần Thị Thanh Hà, trưởng Ban quan hệ lao động, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, cùng MC Huyền Trang về câu chuyện thưởng Tết và bảo vệ quyền lợi người lao động. Lời đầu tiên xin được cảm ơn bà Trần Thị Thanh Hà, trưởng Ban quan hệ lao động Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã nhận lời tham gia chương trình ngày hôm nay của chúng tôi ạ. Vâng ạ, xin kính chào phóng viên và kính chào các quý vị khán giả. Thưa bà, câu hỏi đầu tiên Huyền Trang sẽ được gửi tới bà, đó là bà đánh giá như thế nào về vai trò của thưởng Tết trong quan hệ lao động ạ? Có thể nói là thưởng Tết đối với người lao động có một cái vai trò hết sức quan trọng. Cả một năm làm việc vất vả và chăm chỉ thì người lao động nào cũng mong được thưởng Tết đến cuối năm để có một cái khoản thu nhập mang về biếu cha mẹ rồi chăm lo cái cuộc sống cho các con. Đây là một cái điều mà đối với các cấp công đoàn chúng tôi cũng xác định rất là quan trọng đối với một người lao động. Chính vì thế mà chúng tôi luôn luôn đặt cái nội dung về tiền thưởng ở dịp Tết Nguyên đán cũng như là Tết Dương lịch trở thành một trong cái nội dung để đối thoại và thương lượng đối với chủ sử dụng lao động. Và đây cũng chính là một trong những nội dung và công đoàn luôn rất là chú trọng để mà chăm lo các cái quyền lợi ích hợp pháp và chính đáng cho người lao động. Vâng, thưa bà, có thể nói là năm 2023 là một năm đặc biệt khó khăn đối với các doanh nghiệp và đương nhiên là kéo theo ảnh hưởng trực tiếp đến người lao động. Và đến thời điểm này thì bà đánh giá như thế nào về những nỗ lực của doanh nghiệp và người lao động trong việc đồng hành và đảm bảo hài hòa quyền và lợi ích của cả hai bên trong suốt một năm khó khăn vừa qua? 2023 là năm mà ngấm sau đại dịch. Rất nhiều những cái doanh nghiệp mà thuộc các cái ngành nghề sản xuất mà thâm hụt lao động, ví dụ như dệt may, chế biến gỗ, điện tử, thực sự gặp những cái khó khăn và đã có những cái đợt là giảm đơn hàng, cắt giảm lao động, giảm giờ làm, giảm thu nhập, tạm dừng hợp đồng lao động như các bạn cũng đã thấy vừa qua. Và đối với chúng tôi thì năm 2023 thì
người vẫn có những cái đợt đó là động viên và khuyến khích người lao động đồng hành với người sử dụng lao động để cùng vượt qua những cái khó khăn và khôi phục lại sản xuất. Chúng tôi cũng thường xuyên đối thoại và thương lượng với người sử dụng lao động trong những cái vấn đề ví dụ như là luân phiên cắt giảm lao động, rồi luân phiên giảm giờ làm, rồi chia sẻ về những cái vấn đề về thu nhập với người sử dụng lao động để người lao động vẫn duy trì được việc làm. Bên cạnh những cái doanh nghiệp mà như chúng tôi cũng đã nêu về những cái ngành hàng mà thâm hụt lao động lớn thì cũng có những doanh nghiệp lại khôi phục được sản xuất. Bên cạnh đó thì chúng để có thể thu hút được vào những cái lao động mà đang những cái khu vực doanh nghiệp mà đang thiếu lao động thì chúng tôi cũng đẩy mạnh cùng với cả cơ quan quản lý nhà nước với các cái cơ quan chức năng đào tạo người lao động để có thể bù đắp cho những cái ngành nghề mà đang thiếu lao động. Đây cũng là một trong những cái thách thức mà đặt ra không những chỉ với tổ chức công đoàn, đối với người lao động, đối với người sử dụng lao động mà đặc biệt là đối với các cơ quan quản lý nhà nước trong vấn đề về đào tạo nghề. Vâng ạ, có thể nói là sau một năm đầy nỗ lực thì đến thời điểm này thì người lao động nào cũng đang rất mong chờ một khoản lương thưởng xứng đáng từ các doanh nghiệp. Vậy thì bà đánh giá như thế nào về mức lương thưởng năm nay ạ? Có thể nói là so với cả cái mức khó khăn của năm 2023 thì các doanh nghiệp cũng đã đồng hành cùng với người lao động để có thể giành được những cái khoản thưởng thích đáng và cũng là bù đắp cho những cái khó khăn cho người lao động. Mức thưởng của năm nay nhìn chung là giảm từ 2 cho đến 5% so với năm 2022. Và cũng có những cái ngành nghề là giảm rất sâu. Và cái lượng doanh nghiệp ở các cái khu vực ví dụ như là chế biến gỗ, dệt may rồi điện tử, thương mại du lịch thì có một số doanh nghiệp thậm chí là đã phá sản, rồi là chủ bỏ trốn hoặc là có những nguy cơ là dừng làm việc, dừng sản xuất. Và cũng đã có một bộ phận người lao động là phải tạm hoãn, tạm dừng hợp đồng lao động và không có thu nhập. Chính vì thế cho nên cái mức thưởng được duy trì ở những cái ngành khác cũng không được cao lắm so với năm 2023. Đối với những cái doanh nghiệp mà làm ăn khá và thuộc các cái lĩnh vực mà phát triển được cái mặt hàng và ngành hàng thì mức thưởng cũng đạt được rất là tốt. Thì đây cũng là những cái mà chúng tôi cũng đánh giá sơ bộ ban đầu, nhưng nhìn chung là mức thưởng giảm từ 2 cho đến 5% so với năm 2022. Là tổ chức đại diện cho quyền và lợi ích người lao động, vậy thì Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có những hoạt động gì để động viên người lao động thưa bà? Cứ mỗi lần đến Tết thì chúng tôi đã có một cái kế hoạch xây dựng về cái kế hoạch chăm lo Tết cho người lao động từ rất sớm. Từ tháng 9, tháng 10 là từ Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho đến công đoàn, đến tận công đoàn cơ sở đã bắt đầu phải có một cái kế hoạch để chăm lo Tết cho người lao động và đặc biệt là chăm lo đến cả những cái khoản về tiền thưởng và phúc lợi cho người lao động. Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cũng đã ban hành cái kế hoạch chăm lo Tết từ sớm và triển khai đến tận các công đoàn cơ sở. Từ những cái công tác ví dụ như tuyên truyền, truyền thông với người sử dụng lao động, cơ quan quản lý nhà nước, các cấp chính quyền và các cấp ủy đảng cùng phối hợp để chăm lo Tết cho người lao động. Cho đến những cái vấn đề đó là chúng tôi thực sự là phải vào cuộc trong những vấn đề về đối thoại và thương lượng với người sử dụng lao động. Để thứ nhất là có thể tìm ra những cái phương hướng tăng nguồn hàng, tăng cái sản xuất cho doanh nghiệp, rồi thậm chí mở rộng các cái mặt hàng, thế rồi tăng năng suất lao động để có thể tăng thu nhập cho người lao động, rồi những cái hoạt động khác để cùng phối hợp với người sử dụng lao động, chăm lo được cho người lao động, tăng cái tiền lương và tăng cái tiền thưởng. Bên cạnh đó thì Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam triển khai rất là nhiều những cái công tác chăm lo. Chúng tôi vẫn tiếp tục duy trì những cái chuyến tàu mùa xuân, những cái tấm vé hỗ trợ miễn phí cho người lao động, với trên 2.000 người lao động được tham gia các cái chuyến tàu do chính Tổng Liên đoàn Lao động tổ chức. Còn đến các cái cấp công đoàn phía dưới thì có thể nói là hàng chục nghìn người lao động được đi những cái chuyến tàu đó. Rồi những cái chuyến xe không đồng, những cái chuyến xe tình nghĩa được chạy từ các cái khu vực có đông lao động di cư, từ các cái khu vực phía Nam đến các cái khu vực như là miền Trung và miền Bắc. Người lao động được và gia đình họ nữa, cả người lao động và vợ chồng con cái rồi cha mẹ có thể được đi trên những cái chuyến xe không đồng, chuyến tàu không đồng để được về quê ăn Tết. Và những cái đối tượng mà chúng tôi luôn luôn chú trọng đó là những người lao động mà có thành tích trong lao động sản xuất, rồi nhiều năm không được về quê, thế rồi có những cái hoàn cảnh khó khăn thì luôn được các cấp công đoàn chú trọng ưu tiên để được chăm lo trong Tết. Ngoài ra thì chúng tôi có những cái gói hỗ trợ cho 500.000 tiền mặt đối với cả các đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh khó khăn tại các cái doanh nghiệp. Và bên cạnh đó thì Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cũng tổ chức rất nhiều những cái hoạt động xã hội hóa.
để có thể có những cái chăm lo cho người lao động từ những cái giá trị bằng tiền mặt cũng như là hiện vật. Chúng tôi cũng tổ chức được cái sự đồng ý của Ban Bí thư của Bộ Chính trị thì cũng tổ chức rất là nhiều những cái đoàn của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước thăm và động viên người lao động ở các cái khu vực mà đông công nhân lao động cũng như là những cái khu vực miền núi và khó khăn. Thì sự động viên và kịp thời của lãnh đạo Đảng, Nhà nước đến với công nhân lao động là một cái nguồn động viên rất là lớn và an ủi cho công nhân lao động. Vâng ạ, một lần nữa xin được cảm ơn bà đã tham gia chương trình với những chia sẻ rất là hữu ích ạ. Vâng, xin cảm ơn biên tập viên ạ. Vâng, và năm mới đang đến rất gần rồi. Hàng vạn người lao động trên cả nước hẳn đang rất mong chờ thưởng Tết đến tay. Chúng tôi tin rằng dù mức thưởng là bao nhiêu, họ cũng sẽ rất ấm lòng. Bởi đó chính là sự ghi nhận và tin tưởng của doanh nghiệp đối với những nỗ lực, cống hiến của họ. Và cả những người lao động không may mất việc làm, những hỗ trợ của chính phủ, cơ quan, đoàn thể, ban ngành cũng sẽ là sự chia sẻ ấm áp với cuộc sống còn nhiều khó khăn của họ để có thể tạm quên đi những vất vả hiện tại, thêm niềm tin và nỗ lực cho một năm mới. Theo thông tin từ Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, đến thời điểm này đã có hơn 30 địa phương công bố mức thưởng Tết cho người lao động. Trong đó, mức thưởng Tết cao nhất lên tới 5,6 tỷ đồng. Tôi cũng nghe thấy được lãnh đạo đã đang có cái nhiều cái chương trình để đảm bảo cho chăm sóc cái Tết nó ấm no, yên vui cho công nhân. Và trong cái năm tới này thì theo cái đề xuất của anh em công nhân chúng tôi, chúng tôi thấy là để đảm bảo được cái đời sống công nhân và mong muốn của công nhân đó là sang năm tới lãnh đạo đơn vị quan tâm hơn đến cái đời sống, đặc biệt là cái chế độ phúc lợi của công nhân để công nhân yên tâm hơn trong cái gắn bó với công ty cũng như là cống hiến công ty để cùng với công ty ngày một phát triển hơn. Trong một năm làm việc ấy, thực ra là ngoài cái việc mà thưởng cái phần KPI năng suất của công ty này, chúng tôi cũng có cán bộ công nhân viên xuất sắc này, thì cái việc mà đến cuối năm Tết âm lịch, cái Tết truyền thống dân nhân viên Việt Nam ấy, thì cán bộ công nhân viên họ rất mong chờ. Cái đó thì chúng tôi cũng hiểu và động viên cán bộ công nhân viên ngoài cái phần thưởng Tết mà chúng tôi vẫn có. Từ khi thành lập đến bây giờ thì chúng tôi sẽ có những cái khoản quà đáp tới gia đình cán bộ công nhân viên. Những cái suất quà nó vừa có giá trị tinh thần mà nó lại vừa có giá trị vật chất. Kỳ vọng thưởng Tết năm nay cao hơn năm trước, mong một cái Tết ấm hơn trong bối cảnh khó khăn kéo dài nhiều năm. Tuy nhiên thực tế không phải địa phương nào, doanh nghiệp nào cũng làm được điều đó. Thưởng Tết năm nay, sự chênh lệch giữa mức thưởng cao nhất với thấp nhất là khá lớn. Nhiều địa phương có mức thưởng trung bình thấp hơn năm trước. Đơn cử như Hà Nội giảm tới một nửa so với năm 2023. Lương không tăng, thưởng lại giảm. Nhiều địa phương đến thời điểm này vẫn chưa công bố mức thưởng Tết. Nhưng dù cao hay thấp, người lao động vẫn rất hồi hộp mong chờ thưởng Tết đến tay. Bởi đó là sự ghi nhận của doanh nghiệp đối với họ trong suốt một năm dài nỗ lực. Đó cũng là sự chia sẻ đầy ý nghĩa của doanh nghiệp đối với đời sống người lao động, nhất là trong bối cảnh khó khăn kéo dài như hiện nay. Trong phần tiếp theo của chương trình, Gabriel Attal là thủ tướng trẻ nhất trong lịch sử nước Pháp. Ngân hàng Thế giới dự báo tăng trưởng toàn cầu sẽ chậm lại trong năm 2024. Trong thông cáo đưa ra hôm qua, Điện Élysée cho biết Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã bổ nhiệm tân thủ tướng Gabriel Attal. Ở tuổi 34, ông Gabriel Attal, cựu Bộ trưởng Bộ Giáo dục đã trở thành thủ tướng trẻ nhất trong lịch sử Cộng hòa Pháp. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron nhấn mạnh sự tin tưởng của mình vào tân thủ tướng trong việc thực hiện các dự án mà ông đã công bố trước đó. Tân thủ tướng Gabriel Attal hôm nay nhận chức tại dinh thự Matignon dưới sự chứng kiến của Tổng thống và cựu thủ tướng Pháp Elisabeth Borne. Trước đó vào tối 8 tháng 1, cựu thủ tướng Pháp bà Elisabeth Borne đã đệ trình đơn xin từ chức của toàn bộ thành viên chính phủ lên Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và đã nhận được sự chấp thuận. Ngân hàng Thế giới hôm qua cảnh báo tăng trưởng toàn cầu vào năm 2024 sẽ chậm lại trong năm thứ ba liên tiếp, kéo dài tình trạng nghèo đói và làm suy giảm mức nợ công ở nhiều nước đang phát triển. Theo Ngân hàng Thế giới, do ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19, sau đó là cuộc xung đột ở Ukraine, tình hình lạm phát và lãi suất tăng đột biến trên toàn thế giới đã khiến triển vọng kinh tế thế giới từ năm 2020 đến nay ở mức ảm đạm nhất trong vòng 30 năm qua. Ngân hàng Thế giới cho biết, nếu loại trừ sự suy giảm do đại dịch COVID-19, tốc độ tăng trưởng năm nay vẫn được xem là yếu nhất kể từ cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2009.
về triển vọng tăng trưởng kinh tế của các nền kinh tế và khu vực trên thế giới. Theo Ngân hàng Thế giới, nền kinh tế Mỹ tăng trưởng 2,5% vào năm 2023, cao hơn 1,4% so với ước tính hồi tháng 6. Bức tranh kinh tế của khu vực đồng tiền chung châu Âu ảm đạm với mức tăng trưởng năm nay được dự báo là 0,7%. Tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế Trung Quốc cũng giảm xuống mức dự báo 4,5% vào năm 2024, đánh dấu mức tăng trưởng chậm nhất của nền kinh tế này trong hơn 3 thập kỷ qua. Nhóm thị trường mới nổi và các nền kinh tế đang phát triển được dự báo sẽ tăng trưởng 3,9% trong năm nay, thấp hơn 1 điểm phần trăm so với mức trung bình trong những năm 2010. Với tốc độ tăng trưởng này, thế giới sẽ không đủ khả năng để đưa dân số ngày càng tăng thoát khỏi nghèo đói. Theo Ngân hàng Thế giới, vào cuối năm 2024, người dân ở khoảng 1/4 quốc gia đang phát triển và 40% quốc gia thu nhập thấp sẽ nghèo hơn so với năm 2019, thời điểm trước khi xảy ra đại dịch. Các nguồn tin tài chính hôm qua cho hay các doanh nghiệp Hàn Quốc sẽ có thể thực hiện thanh toán bằng đồng won Hàn Quốc cho các đối tác thương mại tại các nước thuộc Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN sớm nhất là từ nửa cuối năm 2024. Phương thức thanh toán mới nhằm mục đích cắt giảm phí giao dịch lớn được tính khi chuyển đổi đồng won Hàn Quốc sang loại tiền khác, thường là đồng đô la Mỹ hoặc ngược lại, đồng thời hạn chế rủi ro liên quan đến tỷ giá hối đoái biến động. Kế hoạch này đã được đề cập trong định hướng chính sách kinh tế năm 2024, được Bộ Kinh tế và Tài chính Hàn Quốc và các bộ liên quan khác của Hàn Quốc công bố vào tuần trước. Bộ Kinh tế và Tài chính Hàn Quốc đang nỗ lực cải tiến các quy định về trao đổi tiền tệ trong nửa đầu năm 2024 để thực hiện kế hoạch. Quốc hội Hàn Quốc hôm qua đã thông qua dự luật cấm tiêu thụ thịt chó trên toàn quốc, mở đường cho việc chấm dứt thói quen ăn thịt chó đang dần phai nhạt nhiều thập kỷ gần đây tại quốc gia này. Theo hãng tin Yonhap, dự luật này do Đảng Quyền lực Nhân dân cầm quyền và Đảng Dân chủ thúc đẩy đã được thông qua với 208 phiếu thuận và 2 phiếu trắng. Luật này sẽ có hiệu lực từ năm 2027, cấm các hành vi chăn nuôi, giết mổ, phân phối và buôn bán thịt chó, đồng thời cung cấp khoản hỗ trợ chuyển đổi việc làm cho người lao động trong ngành này. Người vi phạm có thể phải đối mặt với án tù tối đa 2 năm hoặc chịu mức phạt lên đến 30 triệu won, tương đương hơn 22.700 đô la Mỹ. Chuyển sang một số thông tin về thời tiết. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An trời vẫn rét và mưa. Vùng núi có nơi rét đậm. Các khu vực khác trên cả nước đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Sau đây sẽ là chi tiết thời tiết các vùng trên cả nước. Và thông tin này cũng khép lại bản tin của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại. Phía Đông Bắc Bộ đêm có mưa, mưa rào rải rác, ngày có mưa, mưa nhỏ rải rác, trời rét, nhiệt độ từ 16 đến 20 độ. Phía Tây Bắc Bộ có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, trời rét, nhiệt độ từ 15 đến 24 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa, mưa rào rải rác, riêng Thanh Hóa, Nghệ An ngày có mưa, mưa nhỏ rải rác, phía Bắc trời rét, nhiệt độ từ 18 đến 25 độ. Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, phía Bắc có mưa, mưa rào rải rác, phía Nam đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng, nhiệt độ từ 22 đến 29 độ. Khu vực Tây Nguyên, đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng, nhiệt độ từ 18 đến 30 độ. Khu vực Nam Bộ, đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng, nhiệt độ từ 22 đến 34 độ. Thành phố Hồ Chí Minh, đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng, nhiệt độ từ 22 đến 34 độ. Thủ đô Hà Nội, đêm có mưa, mưa rào, ngày có mưa, mưa nhỏ, nhiệt độ từ 16 đến 21 độ.